đảo. Có trẻ học văn này sao đây? Nhắc thử đi. Thằng nào quá trời anh chút nha. Còn cái kênh nhiều lắm mà chắc mấy anh chị chắc thề lâu chắc xuống hết rồi. Hát bài này tới hay chưa? Bà này biết hát mà hên xui nha. Yêu ơi, ngọc già yêu là đôi bàn nhỏ chính chiêu thời thơ âu. Tuy có lúc tách rời nhưng cảm tình nồng hậu vẫn không phai, thì nhận xét của quả đến với tôi à? Vậy thì anh cứ làm nhớ đi, anh đừng quan tâm gì tới tôi nữa. Tại sao vậy? Tại vì quan hệ giữa tôi và anh không có gì và người ta dòm ngó. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn anh đã có lòng cho má tôi. Cảm ơn. Thật ra tôi cũng không muốn làm như vậy để nhận những lời cảm ơn của Hiếu. Dù lời cảm ơn ấy xuất phát từ đáy lòng. Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Thật sự ra thì từ lâu rồi tôi muốn tìm gặp Hiếu, tìm gặp Hiếu để mà nói lên một sự thật. Có biết bao là sự thật tôi muốn nói với Hiếu, nhưng Hiếu ơi, sự thật ấy rất đau lòng. Tốt hơn anh đừng nói sự thật đó. Làm gì tôi đã trong lâu giờ ở đó, có lẽ ghen tuông hằng học. Ghen tuông hằng học Hiếu, còn lời lẽ nào nặng nề hơn nữa không? Hãy nói nữa đi, hãy nói nữa đi, hãy nguyền rủa nữa. Hiếu ơi, tôi tìm Hiếu như khách yêu quá.
của thuở hồn nhiên vô tư cùng tung tăng đùa giỡn trước sân trường. Ngôi trường cũ của làng quê đại ngại ôi lưu luyến vô cùng, chỉ vì nơi đó có hai tâm hồn bé nhỏ nhà cận kề kỷ niệm rất thâm sâu. Rồi lên Sài Gòn theo trung học xa xôi nhưng lòng vẫn gửi về quê hương ngọt ngào dòng sông Hồng. Gió chuyến về khơi dậy nhớ nhung nhớ sớm sương mù của làng quê đại. Nào biết được điều đó, nhưng anh học hỏi ở làm gì? Một lần về thăm quê hương đại ngại. Có một mùa bãi trường năm đó, tôi về quê thăm lại bạn hiền xưa. Nhưng nhà xưa giờ đã lấy đổi chủ, với thắc mắc anh biết chăng sau khi anh đi chẳng bao lâu xóm làng ngày càng buồn hoa sông nước đồng xanh ngập màu dân lầm. Rồi ba tôi bị ngân sao một trận càng với má không sống được nơi chung nhau chắc xuống một già một trẻ đêm khuya nèn chung bước chân lưu tôi dạt đơn dài gòn đất của ngựa xe luôn đau của son phấn rộn ràng một già một trẻ sớm hôm chiều chết đoạn tháng qua ngày cũng nhờ một gánh hàng rong. Rồi một sáng kia tôi trở lại thành cứu chiều đại giữa phù phiến xa hoa không nhìn nhân giữa tình đầu vô chốt nơi xung quanh và nghe thấm tiếng nói đơn khúc khang trường. Như thế là giữa cuộc sống quay cuồng những hiếu giận dữ lòng non chín còn tôi tuy mang sắc áo bạo tàn nhưng tâm hồn vẫn đắm đắm tôi mong cùng ai kết chặt dài tâm đồng những hiếu giận hững hờ xa lánh. Có lẽ như lánh xa không phải tôi dội quên kỷ niệm im đêm của ngày cô cũng không phải là say mê ham chuồng ba sáng giàu nhưng đã chốt không về chung lối mộng thề thân tiếp nhau khi mà gieo hy vọng bâng quơ
anh thuyền đòi không bao giờ cầm bên. Hơn nữa anh sắp làm ghế quý của ông ngồi đồng thi. Kim đời người xa nhưng gần nhau khi mà chưa kịp vui mừng, mặt đôi mặt mà chia môi dịch gì. Người tôi yêu không học đòi bằng nhung chàng với vốn đồng tâm chi. Đã chia sẻ cho nhau từng tăng nơi cơm đò sang sẻ cho nhau từng quán nắng trong quê nghèo. Cảm ơn. Hay quá anh Thịnh Sự. Bà lật bắt mình hết, nè câu sáu không? Không để ý câu mấy nha. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho em nha.